Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình có mua được một chiếc iPhone 5. Đây là chiếc iPhone 5 mình mua của một khách hàng và đang bị là tình trạng là màn bị vỡ. Đây. Màn hình đang bị vỡ nha các bạn nhé. Các bạn, màn hình đang bị vỡ. Và mình sẽ tắt nguồn chiếc điện thoại đi và hôm nay mình sẽ đây và mình có đây trên mình đây là mình có mua một chiếc màn hình iPhone 5 về thì giá giảm rơi vào tầm bây giờ màn iPhone 5 thì giá 300 các bạn và để thay vào cái máy này của mình đây và mình đây mình sẽ các bạn chuẩn bị cho mình hai tua vít, một vít đứng cạnh và một tua vít của bạn ống vít iPhone này, các bạn để tháo cho mình, các bạn xoáy ốc trước. Một chỗ đây nhà mình này, iPhone, đồ iPhone rất nhiều và mình thì ít tháo nhiều lắm thì mình nhưng mà mình ít làm các cái clip mà đây AppleTV chia sẻ với xem các bạn nếu dùng một chiếc lam này các bạn nạy cái này ra, nạy vào góc màn hình này, các bạn cạnh màn hình này lên, xách vào đây, các bạn xách vào đây. Xích vào đây thì các bạn đây. Đây là chiếc iPhone 5 và nó tháo ra, mình sẽ tháo này ra nhé các bạn nhé. Đây, tay rồi nhé. Đây. Đây các bạn đây, chiếc đây là chiếc iPhone 5 này. Các bạn, đây là pin iPhone 5 này, đây là loa này. Đây là phần ổ sim để mình tổng ra được vào đấy các bạn nhé. Và đây là phần chip A của camera này, zoom này, loa ngoài, đây các chặn, đây là đèn flash, camera sau, pin và mình sẽ lấy một cái máy màn hình người ta thì mình sẽ test cho các bạn xem, các bạn nhớ lắp được phải chuẩn nhé, mình sẽ tái chế lại chiếc iPhone 5 mà bị khách hàng bỏ rơi này. Và mình bật nguồn lên cho các bạn xem nhé. Vâng, quá trình chờ nguồn thì khá khá đấy các bạn ạ. iPhone 5 thì chắc là các bạn, nhiều các bạn bây giờ chắc là cũng chả dùng nữa. Đến như mình, như bây giờ thì mình cũng không dùng iPhone 5 nữa. Mình đang dùng các dòng đời cao hơn iPhone 5. iPhone 5 thì bây giờ dành cho các phụ huynh, à các ấy, các máy, các học sinh. Đây mình sẽ tăng độ sáng cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ test rồi. Mình sẽ test xem là cái màn của mình vào có chất điểm gì không nhé. Các bạn đi lên đều nhé. Màn mới của mình là không chất điểm. Các bạn màn mới về các bạn phải nhấn ấn này xem là cái độ cáp trong có chắc không nhé. Chắc là phải thôi ngay, mình không lắp vào nữa. Mình đã không đã test, mình đã test ngon màn hình thì mình sẽ đây mình sẽ để gọn hai thiết bị ra, mình sẽ tháo đồ màn hình chiếc iPhone 5 này nhé. Các bạn tháo luôn. Các bạn nếu bạn mình nào thì
muốn học làm thì phải để riêng ốc rồi nhé, không được để tự ý để ốc, không chưa biết nhớ ốc phải để ốc ra. Con ốc ở chỗ này này có thể chung với ốc này, ốc này, ốc này, ốc này, ốc cạnh, tất cả là 6 con ốc là sẽ chung nhau nhé. Chung nhau được 6 con ốc là chung nhau được. Sắt này. Đây. Và đây là camera của chiếc iPhone 5, đây là camera này. Đây là loa, đây là một cái mic. Mic này là mic video Facebook, Zalo này. Nếu các bạn hỏng thì các bạn chỉ đi sửa cái mic ở trên này là được, hoặc là thay cả cái này. Giá chắc bây giờ chỉ tầm 100 các bạn ạ. Và đây là hai chân loa. Và đây là cái miếng sắt của cái màn hình cũ nhìn rất ra. Và đây là cái màng loa. Màng loa này thì cái màn mới nó đã có rồi các bạn, thì bỏ riêng này. Một chiếc màn mới các bạn, là cái sắt này vào. Cái sắt này vào thì các bạn vặn ốc, các ốc vừa xong thì tháo ra. Mình thì mình ít làm các clip này chia sẻ cho các bạn đó. Mình thì nhà mình thì lúc mình bận dạo này mình thời gian rảnh thì mình sẽ làm clip các bạn xem thật nhiều. Các bạn nhớ đăng ký hay thì về hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh giúp mình nhé. Mình chỉ cần các bạn thấy mình thì sau mình sẽ có đời cao, mình sẽ làm đời cao cho các bạn xem. Đây của mình hôm nay mình chỉ nhận được cái đời thấp này thôi, thì mình sẽ làm, tại vì mình ở quê mà, ở quê thì sẽ không có máy như kiểu 7, 8 x tiếc của mình để tháo cho các bạn xem. Nếu mà có thì mình tháo ít nhất, mình chưa tháo lần nào nhưng mình sẵn sàng mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem luôn, mình không sợ. Đã làm nghề thì phải chấp nhận, nên mình sẽ không sợ. Đây là các bạn sẽ lắp loa vào. Mình lắp loa vào. Lắp loa vào đây ta sẽ có, ta sẽ đặt cái loa này. Tiếp đến bạn sẽ đặt các cái loa này. Loa này. Đây là loa trong của chiếc điện thoại, mình sẽ đặt vào. Và đây một lồng sắt giữ gông. Giữ gông các bạn đặt vào. Đây chỉ dành cho các bạn nào đam mê, hoặc nào bạn biết các bạn có thể tìm tòi bạn xem. Đây là cái ốc, ốc vặn vào đây. Ốc này sẽ dài hơn các ốc bình thường khác các bạn. Dành cho các bạn đam mê tìm tòi. Mà là thích xem những video đấy. Và mình đã dựng lại được chiếc màn chiếc iPhone 5 lên màn mới, chỉ có vài trăm nghìn thôi các bạn. Đây các bạn gắn vào, gắn cái chuẩn các bạn nhé. Cái cáp đầu tiên thì rất quan trọng, các bạn phải gắn chuẩn cho mình. Cáp đầu tiên cáp là ứng, mà cáp thứ hai là cáp hiển thị, cáp thứ ba là cáp loa, bắt đầu tiếp tục đến cáp loa. Các bạn lắp vào cho mình như này, bấm lên và vuốt như này, ok. Xong mình sẽ lắp cái màn từ trên đầu trước các bạn, phần dưới. Đây. Và mình đã hoàn thiện chiếc iPhone 5 rồi, cam sau rất nét này. Cam trước thì mình chắc phải tắt nguồn lại các bạn. Mình sẽ tắt nguồn lại cho các bạn xem. Và mình, các bạn đợi mình để mình kiếm một cái sim nhé, mình lắp vào để mình tranh thủ mình test luôn các bạn. Và mình sẽ kiếm một cái sim để mình test luôn, lắp vào để test luôn điện thoại. Chứ bây giờ lắp màn mà mình không test là không được. Mình dựng lại, mình phải test lại cẩn thận. Đây mình sẽ khởi nguồn lên. Mình sẽ lấy, mình gọi là mình sẽ bấm 0979 này, 579 này, 31. Mình sẽ gọi lại xuống. Nhưng mà các bạn cứ bình tĩnh để cho máy lên đã. Mình sẽ test chiếc điện thoại này.
đây là chiếc mình đã lên rồi. Mình sẽ tăng độ sáng cho các bạn xem. Vâng, máy đã nhận sim, mình sẽ thử gọi sang cho các bạn xem nhé. Mình sẽ gọi sang chiếc. Đây, và mình đã gọi thành công nhé các bạn nhé. Và mình sẽ bấm nút nghe. Thành công. Và mình sẽ gọi 900 để xét xem phần loa trong đã ok chưa. iPhone 5 thì bây giờ mới khởi động lên cũng hơi trâu bò chậm. Đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Việt. Nghe là loa mic ở nghe ok các bạn. Để thay đổi ngôn. Và mình sẽ thử cam trước cho các bạn xem nhé. Đây ạ. Rồi, cam trước ok và mình sẽ test nốt ghi âm xem là cái máy đã ngon chứ nhé. Mình sẽ test luôn. Vâng, và ok chứ. Okay. Wi-Fi thì cũng ok nha các bạn nhé. Và mình đã mua được một chiếc máy rất ngon để về mình sử dụng. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Mình sẽ làm video clip nhiều cho các bạn theo dõi nhé.